Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi số 96, chuyện bát dầu, tiền thân Telabatha, như người mang bát dầu. Câu chuyện này khi ở tại một rừng cây gần thị trấn Desaka, nước Sumeda, bậc đạo sư đã kể về kinh Janabada Kajani. Tại đấy, Thế Tôn nói: Này các tỷ kheo, ví như một đại chúng tụ họp lại và la to, hoan hô cô gái đẹp địa phương. Và khi cô gái đẹp địa phương tuyệt diệu ấy hát lên, một đại chúng lớn hơn nữa tụ họp lại và la to, hoan hô cô gái đẹp địa phương múa và hát tuyệt diệu. Khi ấy, một người đàn ông đến, muốn sống không muốn chết, muốn an lạc không muốn khổ. Họ nói với người ấy: Này gã kia, chú hãy mang bát dầu đầy dung này đi giữa đám đông và cô gái đẹp địa phương. Một người đàn ông với cây kiếm giơ cao đi sau lưng chú. Chỗ nào chú làm đổ một ít dầu ra, ngay chỗ ấy nó sẽ chém đầu chú. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể không tác ý đến bát dầu mang đi với tâm phóng dật hướng ngoài không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây là ví dụ ta dùng để làm ý nghĩa được rõ ràng. Và ý nghĩa này ở đây là như sau: bát dầu đầy dung, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân hành niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau: thân hành niệm cần phải được chúng tôi tu tập và khéo hành trì. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Rồi bậc đạo sư nói lên kinh Janabada Kanjani. Sau khi nói kinh này, Thế Tôn lại nói thêm: Vị tỷ kheo muốn tu tập thân hành niệm cũng giống như người đàn ông ấy với bàn tay bưng bát dầu. Phải nắm giữ niệm, không phóng dật. Tu tập thân hành niệm cần phải như vậy. Các tỷ kheo nghe kinh này xong và hiểu ý nghĩa kinh, bèn nói như sau: Bạch Thế Tôn, thật khó làm đối với người ấy không nhìn cô gái đẹp địa phương vừa bưng bát dầu vừa đi. Bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, làm như người đàn ông ấy không khó lắm, mà chính là dễ làm. Vì sao? Vì kẻ ấy được một người đi theo dọa nạt với cây gươm dơ cao. Nhưng thật rất khó cho những bậc hiền trí thổi xưa không phóng dật, không bỏ niệm, chế ngự các căn, không nhìn sắc đẹp hoàn mỹ của thiên nữ được quá sanh, dẫn đi và đạt được quốc độ. Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm người con trai trẻ nhất trong 100 người con của vua. Dần dần đến tuổi trưởng thành, thời ấy các vị Phật độc giác thường đến dùng cơm trong cung điện của vua và Bồ Tát phục vụ các vị ấy. Một hôm, Bồ Tát suy nghĩ: Ta có rất nhiều anh, không biết ta có được dương quốc thuộc gia sản trong thành này hay không. Nếu hỏi các vị Phật độc giác, ta sẽ biết. Vào ngày kế tiếp, khi các vị Phật độc giác đến, Bồ Tát đem lại bình thủy, lọc nước rửa chân cho các vị ấy và lau khô. Ăn xong, khi các vị ấy đang ngồi, Bồ Tát đảnh lễ, ngồi xuống một bên và hỏi vấn đề ấy. Các Phật độc giác trả lời: Này hoàng tử, ngài sẽ không được dương quốc trong thành phố này. Từ đây cách xa khoảng 2.000 dặm, tại nước Gandhara, có một thành phố tên là Takasila. Nếu hoàng tử có thể đến đó trong vòng 7 ngày, ngài sẽ được dương quốc. Nhưng có sự nguy hiểm trên con đường đi đến đó. Nếu như đi thẳng con đường dài 50 dặm, ngài phải đi ngang qua khu rừng lớn. Bằng cách đi vòng khu rừng ấy thì con đường dài đến 100 dặm. Đó là khu rừng Quang Du có phi nhân ở. Giữa quãng đường rừng, các nữ dạ xoa dựng lên những căn nhà. Dưới cái tàn có trang hoàng những ngôi sao vàng lấp lánh. Chúng bày một cái giường lớn, quý giá. Xung quanh có màn treo đẹp đẽ với nhiều màu sắc tuyệt diệu. Chúng tô điểm với đồ trang sức chư thiên và ngồi trong các căn nhà ấy. Khi có những người đàn ông đi đến, chúng cám dỗ, kêu gọi với những lời dịu ngọt: Các người có vẻ mệt mỏi, hãy đến đây, ngồi xuống uống nước rồi đi. Với những ai đến đó, các nữ dạ xoa đều mời ngồi. Họ làm khơi dậy lòng tham dục với sắc đẹp mỹ miều của chúng, khiến họ bị ái dục chi phối. Khi họ hành lạc với chúng, ngay khi ấy,
các nữ dạ xoa ăn thịt họ với máu còn nhỏ giọt, chấm dứt mạng sống của họ. Những ai đam mê sắc, chúng lấy sắc đẹp tuyệt trần cám dỗ. Những ai đam mê tiếng, chúng lấy lời ca điệu nhạc dịu ngọt cám dỗ. Những ai đam mê hương, chúng lấy thiên hương cám dỗ. Những ai đam mê vị, chúng lấy các món ăn chư thiên hảo hạng cám dỗ. Những ai đam mê xúc, chúng lấy giường chư thiên với nệm đỏ hai đầu cám dỗ. Nếu hoàng tử nhiếp phục được các căn, cương quyết không nhìn chúng, an trú chánh niệm mà đi, đến ngày thứ bảy, ngài sẽ nhận được vương quốc tại đây. Bồ Tát thưa: Thưa các tôn giả, mong sự việc là như vậy. Sau khi nhận lãnh lời khuyến giáo của các tôn giả, làm sao chúng tôi lại nhìn các nữ dạ xoa ấy? Sau khi nhờ các vị Phật độc giác chú nguyện, mang theo cát làm bùa, sợi dây làm bùa, Bồ Tát đảnh lễ các vị Phật độc giác với cha mẹ, rồi đi về nhà, nói với những người hầu hạ mình: Ta đi Takasila để lấy vương quốc, các bạn hãy ở lại đây. Năm người xin được đi cùng Bồ Tát. Ngài nói: Các bạn không thể đi được. Ngài nói: Giữa đường, các nữ dạ xoa thấy những người ham sắc vân vân, chúng sẽ dùng sắc vân vân, khiến họ sanh lòng ái dục, rồi bắt lấy những người ấy. Sự nguy hiểm thật lớn, nhưng ta tự tính vào ta và ta sẽ đi. Thưa hoàng tử, làm sao đi với ngài? Chúng tôi lại nhìn các sắc đẹp khả ái ấy. Chúng tôi sẽ đi đến đấy. Bồ Tát nói: Vậy các bạn chớ phóng dật, phải quyết tâm. Bồ Tát đem theo năm người ấy và lên đường. Các nữ dạ xoa tạo nên các làng vân vân và ngồi chờ. Một người tham sắc trong bọn họ nhìn các nữ dạ xoa ấy bị trói buộc bởi sắc đẹp của chúng nên đi chậm lại sao? Bồ Tát nói: Sao bạn đi chậm ra sao? Thưa hoàng tử, chân của tôi đau. Sau khi ngồi nghỉ ở căn nhà kia một lát tôi sẽ đi. Này bạn, chúng là nữ dạ xoa, chớ có tham đắm chúng. Dầu sự việc là vậy, thưa hoàng tử, tôi cũng không thể đi nữa. Nếu vậy, bạn sẽ thấy sự việc sẽ xảy ra như thế nào. Nói xong, Bồ Tát đem bốn người kia đi. Người tham đắm sắc đi đến gần các nữ dạ xoa. Khi người ấy bắt đầu hành lạc với chúng liền giết chết để ăn thịt. Rồi chúng đi về phía trước, tạo lên một căn nhà khác, đem theo nhiều loại nhạc khí ngồi hát. Ở đấy, người tham đắm tiếng đi chậm lại sao. Các nữ dạ xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi tới trước, mở một quán hàng, bày đầy các hộp hương thơm và ngồi đợi. Ở đấy, người đam mê hương đi chậm lại. Các nữ dạ xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi về phía trước, mở một quán bán đồ ăn, đầy những chén bát mâm đĩa, đựng nhiều món ăn hảo hạng của chư thiên, và chúng ngồi đợi tại đấy. Người tham đắm các vị, khi đi đến đấy, bèn đi chậm lại sao? Các nữ dạ xoa ăn thịt kẻ ấy, rồi đi tới phía trước, bày biện những giường nằm chư thiên và ngồi tại đấy. Ở đây, người tham đắm xúc đi chậm lại, rồi cũng bị ăn thịt. Khi chỉ còn một mình Bồ Tát, một nữ dạ xoa nói: Người này giàu có kiên trì mấy đi nữa, ta cũng sẽ ăn thịt nó và đi trở về. Rồi nữ dạ xoa đi sau lưng Bồ Tát. Các người thợ làm rừng ở các khu vực khác trong rừng thấy nữ dạ xoa liền hỏi: Người đàn ông đi trước nàng là ai vậy? Thưa các ông, đấy là người chồng trẻ thanh lịch của tôi. Này bạn, khi bạn có người vợ trẻ tuyệt sắc, đẹp như bó hoa, tế nhị như dòng hoa, đã bỏ gia đình riêng theo bạn và đặt lòng tin vào bạn, sao bạn không đi cùng với nàng cho nàng khỏi mệt nhọc? Này các ông, nó không phải vợ tôi, nó là nữ dạ xoa đã ăn thịt năm người bạn của tôi. Ôi thưa các ông, khi người đàn ông đã phẫn nộ thì chính vợ của mình cũng cho là nữ dạ xoa, là ngạ quỷ. Nữ dạ xoa ấy nói vậy và đi theo Bồ Tát. Khi thì hiện hình có mang, khi thì hiện dáng dấp của một người đàn bà đã sanh con, khi thì bồng con bên nách. Nhiều người thấy vậy cũng hỏi như cách thức trước. Bồ Tát trả lời như trước và đi đến Takasila. Nữ dạ xoa làm đứa con biến mất và một mình đi theo Bồ Tát. Còn Bồ Tát đi đến cửa thành và vào ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái. Vì quy lực của Bồ Tát, nữ dạ xoa không thể vào được. Liền quá hiện ra một thiên nữ đứng trước cửa nhà chiêm bái. Lúc bấy giờ, vua Takasila đang đi đến công viên. Thấy nàng, tâm vua bị cám dỗ. Vua sai một người đến hỏi nàng có chồng hay chưa. Người ấy đến hỏi và nàng trả lời: Tôi đã có chồng. Chồng tôi đang ngồi trong căn nhà dành cho người chiêm bái. Bồ Tát nói: Nó không phải vợ tôi, nó là con nữ dạ xoa
đang thịt năm người bạn đồng hành của tôi. Nữ già soa nói: "Ôi thưa ông, khi đàn ông đã phẫn nộ thì họ nói đủ mọi chuyện mà họ nghĩ ra." Người ấy báo cáo lại cho vua lời nói của hai người. Vua nói cái gì không có chủ đều thuộc quyền của vua. Vua truyền gọi nữ giả soa lại, cho nó ngồi trên lưng một con voi, đi vòng xung quanh thành rồi trở về cung điện, và cho nó ở một nội cung của hoàng hậu. Sau khi vua tắm rửa và buổi chiều ăn xong rồi lên trên long sạc, nữ giả soa ấy tự ăn đồ ăn thích hợp cho mình, sửa soạn trang điểm và nằm với vua trên long sạc. Đêm đã qua. Sau khi vua hưởng lạc đang nằm ngủ, nữ giả soa xoay mình qua một bên hông rồi khóc. Vua hỏi nàng vì sao khóc. Nữ giả soa trả lời: "Thưa đại dương, thiếp được đại dương gặp ở giữa đường và đem về cung. Nhưng cung của đại dương có nhiều tỳ thiếp sống ở đây giữa những thù địch. Thiếp cảm thấy như bị nắm đầu dìm xuống, bị choáng váng khi họ hỏi cha mẹ nàng là ai, dòng họ hay thọ sanh nàng là gì. Nàng chỉ là người được nhặt về giữa đường. Nếu đại dương cho thiếp quyền lực và thế lực trên cả dương quốc thì không ai có thể làm thiếp tức giận với câu nói như vậy nữa. Này hiền thê, ta không có quyền đối với những ai ở trong dương quốc này. Ta không phải là chúa tể hay chủ nhân của họ. Những ai làm vua tức giận hay làm điều gì sai quấy, khi ấy ta mới là chủ của họ. Vì lý do này, ta không thể cho hiền thê quyền uy và thế lực trên cả dương quốc. Vậy thưa đại dương, nếu đại dương không thể cho thiếp thế lực trên cả nước hay trên toàn thành, ít nhất hãy cho thiếp thế lực trên những người ở trong nội cung, để thiếp có thể ngự trị những ai sống trong hoàng cung." Vua quá đắm say bởi thiên sắc nên không thể từ chối lời nói của nữ già soa, bèn chấp thuận. "Lành thay, này hiền thê, ta sẽ cho hiền thê thế lực đối với những ai sống trong nội cung. Như vậy hiền thê có thể đặt họ dưới quyền lực của mình." Nữ già soa ưng thuận, chờ cho vua ngủ, liền đi về thành già soa, đem theo cả đoàn nữ già soa vào cung. Rồi nó tự tay đoạt sinh mạc của vua và ăn tất cả gân, da, thịt, máu, chỉ để lại xương. Các nữ già soa còn lại từ cửa lớn đi vào, bắt ăn từ các con gà, con chó trong nội cung. Chúng ăn tất cả, chỉ để xương còn lại. Ngày hôm sau, thấy cửa còn đóng, người ta đến đập cửa rầm rầm và tìm cách đi vào trong. Chỉ thấy xương rải rác khắp trong nội cung. Thế vậy họ nói: "Người đàn ông ấy đã nói đúng khi nói rằng nàng ấy không phải là vợ mình, chính là nữ già soa. Còn nhà vua không biết chút gì, lấy nó làm vợ." Nữ già soa chắc đã gọi các con già soa đến ăn thịt tất cả rồi bỏ đi. Còn Bồ Tát ngày ấy ở tại căn nhà dành cho người chiêm bái. Sau khi đặt bùa cát trên đầu và cột bùa chỉ quanh trán, liền cầm gươm đứng dậy chờ trời sáng. Các người khác dọn sạch toàn bộ nội cung, lát đất với cỏ xanh, thoa hương, rắc hoa. Từ mái nhà thòng xuống những bó hoa, xông hương thơm, cột những vòng hoa. Rồi họ tụ họp lại bàn tính với nhau. "Thưa các bạn, người ấy chế ngự được các căn, không nhìn nữ dạ soa, quá hiện thiên sắc đi sao? Người ấy là bậc đại nhân kiên trì, thông minh và đầy đủ trí tuệ. Được người như vậy trị vì dương quốc, tất cả quốc độ sẽ được hạnh phúc. Hãy tôn vị ấy lên làm vua." Tất cả các vị đại thần và thị dân đều đồng một ý muốn, liền đi đến Bồ Tát và thưa: "Thưa hoàng tử, hãy trị vì dương quốc này." Họ mời Bồ Tát vào thành, đặt Bồ Tát trên đống châu báu, làm lễ quán đảnh và tôn Bồ Tát lên làm vua ở thành Takasila. Từ bỏ con đường đưa đến bốn ác thú, không vi phạm 10 dương pháp, Bồ Tát trị vì quốc độ đúng pháp, trọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình khi mạnh chung. Bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ xong, liền đọc bài kệ này: "Như người mang bát dầu, đầy dung không cho đổ. Cũng vậy bảo vệ tâm, như đi phương hướng lạ. Như vậy, bậc đạo sư hướng đến điểm cao nhất của thuyết pháp là Niết Bàn và nhận diện tiền thân. Thời ấy, chúng tỳ tùng của vua là hội chúng Đức Phật, còn hoàng tử được dương quốc là ta vậy."